Vâng, xin chào quý khách hàng. Hôm nay em lại giới thiệu một sản phẩm mới, đó là Hyundai Accent nhập nha anh chị. Xe này nhập Hàn Quốc 2011 mà rất là đẹp, của anh phó công an huyện ảnh để lại cho em, ảnh lên đời. Thì em quay sơ lược bên ngoài thôi. Dòng Accent nhập đây thì nó cũng mẫu mã, nó không có bị lỗi thời. Đây này, dòng mới đây. Đây là dòng mới, form dáng mới. Đây là form dáng cũ đây. Đó. Nó cũng đầy đủ hết các chức năng nha, giống như xe hiện bây giờ. Máy cũng là 1.4 Eco, chạy rất là tiết kiệm. Giá cái xe này thì cũng vừa phải thôi nha anh chị, giá này cũng hợp lý thôi. Ghế da này ghế da zin nha. Đó, anh em là xe phải đi còn đẹp ít km, ghế zin luôn. Nội máy chìa khóa cho anh chị xem. Đây có hệ thống camera điện tử EBS rồi, đi 80.000 cây, điều chỉnh nhạc, vô lăng đầy đủ hết, có màn hình Android gắn rồi nha anh chị. Đây hộp số tự động. Đó, xe thì đẹp, nhập Hàn Quốc, nhập nguyên chiếc nha anh chị, không phải lắp ráp bây giờ, đi cũng đầm lắm, êm ái, giá cũng phù hợp thôi anh chị. Xe này em bán là 320 triệu. Đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ bên em. Xe nhập đóng cửa nẻ rất là chắc chắn. Bên ngoài là hầu như không chạy xước gì hết. Đây là màn hình camera gear đầy đủ. Này biển Gia Lai thì em ký, ở Gia Lai thì em ký giá bán ủy quyền qua bên em rồi, thì em sẽ ký cho anh chị nào mua tiếp theo. Còn ở tỉnh khác thì em bao rút hồ sơ. Này, cốp ký cũng rất là rộng rãi, đẹp nha anh chị. Xe đây anh chủ xe cũng mua lại ở Phú Yên, của người quen ở Phú Yên, một chủ, ảnh là chủ thứ hai. Giờ anh lên đời, anh đổi xe mới để lại cho em thôi. Đây dán cách âm này, cái đó là keo cách âm chống ồn. Anh chị nào mua tầm hơn 300 thì xe này một lựa chọn rất là tốt. Đời 2011, đời nó cũng cao, xe nó cũng hợp lý, phù hợp, giá cả thì phải chăng. Đó, ghế da rất là đẹp này, xe đi nhiều là đa phần là 2011 bây giờ là ghế nát hết rồi, nhưng mà mấy xe đó thì em không mua, cứ đẹp nên là đời nào cũng mua, nhưng mà cứ đẹp là em mua, đẹp mà chất lượng tốt là em mua. Tuy anh chị có thể mua con xe này trên thị trường cũng có chỗ đăng 33, chỗ đăng 300, 301, nhưng mà nó tùy theo xe và tùy theo giá tiền. Còn con xe này của em là con xe chắc, chắc là chắc về thân vỏ đồng điếc hết, ghế đều phải rin hết này. Ghế này may lại là đi rất là nhiều rồi, nên anh chị nào để ý đó, chân ga chân côn. Xe này là gốc ở Phú Yên, mua anh chủ là anh mua về Gia Lai, anh sang tên anh em công an ở huyện. Đây là máy móc thì rất là đẹp, tuy hết máy là chưa mở nhé, chưa làm nha, tuyệt đối với anh em mà máy làm máy mở là không mua. Cabo này nguyên đi tới thời đó nhưng mà không bóp méo, cabo không tháo ra làm hoặc sơn xịt. Anh chị nào tầm 320 mua xe này đi thì an toàn, lợi xăng máy 1.4 mà có hệ thống eco tiết kiệm nhiên liệu thì rất là lợi. Máy êm ái. Anh chị nào quan tâm thì ra bên em là 276 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, Gia Lai để trải nghiệm và chạy thử. Mấy cái nút công tắc rất là mới, nó đều, xe rất là đều đồ. Mấy cái tắp bi từ văn viết, nội thất, cửa kiếc, đa phần nó mới hết, chứ còn mà xe mà cũ còn dập nát lại bên em ngại mua lắm, không mua. Bán cũng đưa tới khách hàng mà chạy cũng không hài lòng, bên em cũng không mong muốn, nên là không mua xe rẻ, chỉ mua xe giá hợp lý, xe đẹp, chất lượng, phù hợp về anh chị còn đi, sau này còn quay lại đổi, lên đời anh
khách hàng với cửa hàng gặp nhau còn vui vẻ, chứ không có mua xe nát xe dập, mua một lần là sợ, nên là bên em không đi theo hướng đó. Bên em là hệ thống công ty Honda ô tô xe máy 276.000 tất thanh nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì ghé ủng hộ em, mua cũng được mà không mua cũng được, cứ tới chạy thử, và giá cực kỳ tốt khi mà tới làm việc trực tiếp. Nó hơn cái này thì anh chị báo giá qua mạng thôi, thì anh chị nào quan tâm thì ghé ủng hộ em. Rồi em xin cảm ơn, kết thúc video tại đây.